Thôi giữa này chiều rồi, mấy anh em chuẩn bị lấy dầu nước đá đồ kia chuẩn bị đi các bạn. Đây có chiếc này chạy quá dữ luôn nè. Thôi chiếc này mới lấy dầu nữa, mới lấy nước đá xong á. Khẩm luôn, khẩm ghê luôn. Không vậy này. Quá dữ dở quay ca. Đó, dở quay ca này, dở này dứt mực các bạn. Đó. Còn đang lái bằng láp luôn nè. Tốt mà coi gì nhiều nữa nổi lên đó. Thì giọt dữ lắm luôn á. Giờ bắt đầu mấy anh em đang chạy ra bạn. Đây mình thấy có một chiếc cào cánh nè. Đó, ngán cũng cục mới vươn ngán ra một bên nè. Đang thả trôi chuẩn bị vươn ngán bên mấy bên tay trái ra đó. Đó, cào cánh vươn một bên đó bạn. Chạy đèn máng hai thùng cốt màu đỏ, hai đèn máng màu xanh đó, chơi là hai màu đó. Trời hiện tại thì đang chuẩn bị mưa nữa bạn, cái này chiều bữa nào cũng mưa hết trơn á đó. Đó, gió nó bắt mình lạnh tới rồi đó. Đó, quay giúp xíu nữa chắc mình cũng đi trốn rồi, mưa tới rồi. Chiếc lâu dữ rồi mình không thấy chiếc cào cánh á. Đó, cào cánh á, cào ngắn sắt. Đó, thấy còn còn có được có 1 chiếc 2 chiếc gì đó. Nguyên dàn ghe là cả 100 chiếc á, mà còn có 1 chiếc 2 chiếc gì là chưa chuyển qua ủi vô dài á. Đó, gió tới rồi, bắt quát lạnh lạnh đây nè. Đó, nãy mình neo trong, hồi nãy mình neo ở trong đó đó. Giờ mình chạy cũng khá xa ngoài này rồi đó. Quá trời ghê luôn, thấy ghê là bữa nay vô trong Hòn Ngang các bạn. Chỗ đó sáng mình đậu ở Hòn Ngang á. Vì ghe vô đó phải nói là vô đó là náo loạn trong một vùng luôn các bạn. Quá trời luôn, sáng vô vậy đâu mà chạy kẹo ghe hết trơn luôn. Chiếm hết 90% rồi, chỉ còn 1% là ghe ở đây thôi. Còn toàn bộ là ủi trái cơm, ủi dầu dày. Con gián này đi, chị ra chuyển mưa, chuẩn bị mưa tới rồi. Đó, mới vườn ra xong á. Quá gió rồi. Chỗ quá gió rồi. Đó, hai chiếc này chạy cặp luôn nè. Cặp kè lại luôn. Này thì chạy tới đây rồi, gió quá chuyển mưa tới nữa là thả trôi vậy nè. Đó, bữa nay mấy anh em ghé vô nguyên một đoàn ghe ủi cái cơm ghé vô đảo Nam Du. Đây có một chiếc đèn thả trôi nè. Đó, dép bên màu xanh bên màu đen luôn. Thả trôi rất bắt ngán bắt vọng gì đây. Dép bắt đầu vé gì vô đây.
dưới này thì xuống rộng chạy thử á mà. Đó, thử dép, trời đang gió nữa. Quá gió luôn rồi. Đó, đang bắt cào, đang buộc mấy cái đầu vé vô á. Biển số là ST Sóc Trăng á bạn. Ở Sóc Trăng đó, đang bắt vô nè, mấy cái vé đó như chưa buộc bây giờ. Mới trong bờ mới ra hay gì đây, thấy cào đang bắt vô quá bạn, đang nghịch đầu vé hay là đổi cào gì đó không biết. Gió luôn rồi. Đó, dùng cái tay quay nè, quay cẩu cái ngán lên nè. Đây một anh cào cánh ở đây đang chạy ngược lên đó. Đó, đang chạy ngược sóng lên nè. Ghe rất là khủng đó bạn, cào cánh giờ thì cũng còn lại mấy chiếc chưa có chuyển qua ủi vô dài á. Đó, đang chạy ngược lên ngược sóng, đang chạy hướng trong ngoài độ á. Đây anh này thì đang neo thả trôi. Vòng vòng nhìn thấy ghe toàn là ghe ủi cái cơm không luôn á. Quá gió rồi. Okay. Đó, đang chạy ngược sóng lên nè. Đó, mấy anh này hồi sớm mình thấy đi sớm lắm. Rồi giác này chạy ngược trở lên đó. Chắc hay tin ở trên hướng ở trong. Đó, hướng ở trong chúng cá gì đây quay ngược trở vô á. Đó, cào cánh á. Đó, đi ngược hướng với mấy anh em mình đó bạn. Quá, giấc này gió dữ rồi. Đó, chiếc này lúc trước cũng cào đôi vậy nè, có chữ A trước nè.